Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý ông tuổi nhâm tý, sinh năm 1972. Chúc các quý ông bước sang năm quý mão 2023, được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý ông đón xem tử vi tuổi của mình, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý ông cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý ông tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Năm Quý Mão 2023 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm mạng là 52 tuổi âm lịch và 51 tuổi dương lịch. Theo thiên can, địa chi, ngũ hành vận niên. Xét về thiên can, Nhâm gặp Quý Bình Hòa, công việc làm ăn có phần ổn định, cuộc sống không quá nhiều sóng gió như trước. Xét về địa chi, Tý gặp Mão Lục Hình, xấu báo hiệu một năm công việc vất vả, nhiều trở ngại, hao tổn nhiều công sức tự làm tự ăn, không có quý nhân phù trợ, dễ gặp chuyện thị phi. Tiền bạc khó kiếm nhưng lại dễ hao tổn, gia đạo khó an yên. Xét về ngũ hành, đương số mệnh tăng đố mộc gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim kim khắc mộc xấu. Làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức hơn, sức khỏe cũng giảm sút đáng kể những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy trong năm quý mão này, đối với quý ông tuổi nhâm tý chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn, hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm, hay triển khai các dự án góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại, sẽ gặp nhiều bất lợi. Tình cảm mái ấm gia đình và sức khỏe thể chất có những chuyển biến không được tích cực. Sao chiếu mệnh, sao kế đô. Sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ vận hạn, hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất, hạn địa võng là hạn xấu. Người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên năm 2023 của tuổi nhâm tý sinh năm 1972, Nam Mạng. Vận niên cầu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc điều này báo hiệu một năm quý ông ít gặp được sự may mắn nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo chờ thời cơ thì vẫn chuyển bại thành thắng ngoài ra trong năm này sức khỏe của quý ông không được tốt công việc sự nghiệp thì trong năm nên giữ nguyên mọi việc như cũ hạn chế thay đổi sẽ tốt hơn quý ông trong năm này nên giữ gìn chữ tín với mọi người chọn cách làm ăn kiên cố không nên tham gia những việc mang yếu tố may rủi hạn chế xuất tiền chờ đợi thời cơ trong năm cũng dễ sinh lòng đố kỵ nên chu đáo giữ mình tránh cãi vã tranh chấp tổng quan tử vi năm 2023, cho quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Bước sang năm quý mão 2023, quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, có vận trình không được mấy khả quan, năm này quý ông phạm thái tuế, là năm mão, cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đả kích lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít giữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe vì vậy lời khuyên của chúng tôi dành cho quý ông tuổi nhâm tý là cần lạc quan mạnh mẽ cố gắng hơn nữa quý ông nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân chứ đừng thả lỏng quá mức điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của mình năm nay sức khỏe của quý ông không tốt quý ông đang gặp các hung tinh quấy phá địa chi xung khắc lại thêm bệnh phù đả kích ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe hết sức cảnh giác tránh rượu chè cờ bạc chỉ khiến cho bản thân thêm bệ giặc mà thôi thân thể trong năm nay hay ốm vặt thường xuyên mất ngủ, điều này gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, bước sang năm quý mão 2023, là 52 tuổi âm lịch. Đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh, không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Quý ông đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Xét về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, phải chịu tác động của nhiều hung tinh, về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi. Nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo, hay kế hoạch trước đó, khiến cho quý ông rất vất vả để điều chỉnh. Trong năm này, quý ông tuổi nhâm tý đang phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung tý, ngọ, mão, dậu, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, ngang tàng, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, ý chí không kiên định, dễ thay đổi, làm việc thiếu tập trung, hay quên, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo có thể khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển đi công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, cũng sẽ có những tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp công việc sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn thách thức ở phía trước nhưng quý ông cần can đảm dũng cảm đối mặt biết lấy ổn định an toàn làm trọng nên tập trung phát huy thế mạnh của mình nhẫn nhịn chăm chỉ hơn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình vận trình của quý ông vẫn đạt được nhiều khởi sắc dễ được trọng dụng từ đó cơ hội cũng sẽ đến Việc kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật tiền mất tật mang. Đặc biệt trong năm 2023, thầy gia cát khuyên quý ông tuổi nhâm tý hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tý thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý ông. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý ông có một năm bội thu, đại cát đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý ông tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm Quý Mão 2023. Quý ông tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm 2023. Dưới sự tác động của nhiều hung tinh làm cho quý ông có vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của quý ông trong năm này không mấy khả quan. Tài khí khó tụ tiền bạc dễ hao, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy còn rất dễ gặp hỏa hao tài do nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc, và thái tuế án ngữ là hung tinh, làm cho quý ông sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Năm này việc kiếm tiền trở nên trông tranh, khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh nhiều ngăn trở, kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi, quý ông cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân sao kế đô chiếu mệnh cũng làm cho quý ông gặp nhiều chuyện rắc rối, quỷ ma quấy phá, cuộc sống khó bề in ổn, lý trí bị che mờ, nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ví như người trong nhà đau ốm, bệnh tật, con cái gây rối, phải bỏ tiền ra thì mới xử lý được ổn thỏa. Trong năm này quý ông tuổi nhâm tý không chỉ khó đạt được sự tiến bộ về tài chính, mà các nguồn thu cũng gặp khó khăn, tài lộc khó tụ, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư, thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn cho nên quý ông tuổi nhâm tý trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm thì tốt hơn hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc nên biết cách quản lý về tài chính việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch điều này sẽ giúp cho quý ông cân đối được mức thu chi của mình chi không vượt quá thu có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ tránh nỗi lo nợ nần về cuối năm vận trình tài lộc của quý ông có phần khởi sắc hơn, khi đó quý ông ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, giúp cho quý ông có của ăn của đẻ, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính của mình. Xét về vận trình tình cảm của quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý ông tuổi nhâm tý gặp chút sóng gió, do các hung tinh hoa cái, điếu khách, sự tác động của hạn địa võng, làm cho tâm lý bất an, các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại, khiến không khí cũng có lúc căng thẳng và mệt mỏi. Đến tuổi trung niên, quý ông tuổi nhâm tý nên tập trung ổn định mọi thứ sẽ tốt hơn, nên biết kiềm chế mình, nhìn nhận lại bản thân mình để tránh những tranh cãi, rắc rối, thị phi năm này dù khó tránh khỏi những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân và gia đình nhưng có gặp vấn đề rồi cũng sẽ được hóa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn vợ chồng nên đồng sức đồng lòng quý ông trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho các thành viên trong gia đình và cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng đối thoại nhẹ nhàng thay vì nạn nộ sẽ khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng Xét về vận trình sức khỏe của quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Năm 2023, quý ông tuổi nhâm tý có vận trình sức khỏe lại không được tốt cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tang môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn địa võng, chủ về sức khỏe, làm cho quý ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày già, dà, tâm thì chẳng an, lo âu, buồn bực, sinh ra nhiều thứ mệnh. Ở tuổi 52, sức khỏe của quý ông có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian. Quý ông thường xuyên ốm đau vặt như đau đầu, chóng mặt, mặt mày xây sẩm u ám, đầu óc lu mờ, bệnh cũ tái phát. Không chỉ vậy, trong năm còn có điểm báo dễ gặp nhiều tai nạn khác nhau như té ngã, bị thương hoặc tai nạn va chạm về xe cộ quý ông tuổi nhâm tý cần đề cao an toàn của bản thân làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến hạn chế đi đám ma đám hiếu để không bị năng lượng tiêu cực đeo bám cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại chú ý khi tham gia giao thông tránh phóng nhanh vượt ẩu không lái xe trong tình trạng mệt mỏi và sau khi uống rượu bia để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc trong năm này quý ông tuổi nhâm tý cần tu dưỡng bản thân coi trọng đạo đức kính trên nhường dưới thuận hòa hiếu thảo với cha mẹ tạo dựng ý niệm tốt ngoài ra quý ông cũng nên làm nhiều việc thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn chú đáo trong việc cúng tổ tiên siêng năng lễ bái thần phật thì sẽ được tổ tiên thần phật và ơn trên che chở giúp cho quý ông tai qua nạn khỏi độ trì gặp nhiều may mắn hanh thông thành công thăng tiến tài lộc được dồi dào hơn nữa đặc biệt thầy gia cát khuyên quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tả hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông. Tử vi tuổi nhâm tý sinh năm 1972, nam mạng, trong năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? Tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi, thân tý thìn gặp hạn tam tai vào các năm, dần mão thìn. Như vậy, tuổi nhâm tý sinh năm 1972, nam mạng, phạm hạn tam tai năm thứ hai. Hạn Hoang Ốc năm 2023, không phạm Hoang Ốc. Tuổi Kim Lâu năm 2023, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, quý ông tuổi Nhâm Tý năm 2023, phạm hình Thái Tuế, quý ông cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, thôi việc, bản thân và người thân sức khỏe gặp nhiều vấn đề trạch tuổi năm 2023, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ nhâm tý 1972, trong năm quý mão 2023 là, trạch tử, là một trong năm trạch xấu gồm, trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2023, quý ông tuổi nhâm tý 1972, gặp trạch tử, không nên mua nhà, làm nhà, sửa nhà, hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm nay ngày giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi nhâm tý nam mạng rất hạp vào, giờ chẵn, ngày lẻ, và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào, quý ông cũng có thể xuất hành vào những ngày, giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý ông thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Nhâm Tý. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Nhâm Tý. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý ông tuổi nhâm tý, giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn. Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 tức ngày nhâm ngọ tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi nhâm tý. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi nhâm tý. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi nhâm tý sinh năm 1972, năm mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi nhâm tý, Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý ông nhận được càng nhiều tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi nhâm tý 1972, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi đinh sửu, sinh năm 1997. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi nhâm tý là, tang đố mộc, gặp mệnh của tuổi đinh sửu là, giáng hạ thủy, tương sinh, rất tốt. Thiên can, nhâm gặp đinh, tương sinh, rất tốt. Địa chi, tý gặp sửu, nhị hợp, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi nhâm tý nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi mậu thìn 1988, để sông đất. Trong năm quý mão 2023, tuổi nhâm tý sinh năm 1972, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao kế đô chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023 nhắc đến hạn địa võng người xưa có hai câu thơ lục bát như sau địa võng nhiều nỗi buồn than lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già dà. địa võng là hạn xấu chủ về tâm lý tình cảm các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn hiểu nhầm trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi kinh tế việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở, hay ngủ nhờ. Chẳng may tay bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, kinh tế tài chính, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống, mọi người trong gia đình là một gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023, cũng cần chú ý đến sao kế đô chiếu mệnh. Sự tác động của sao kế đô, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023 sao kế đô là một hung tinh chủ về bệnh tật tai họa người âm phá rối dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối rồi gặp đại hạn thương tật bất ngờ nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản gia đạo bất an phát sinh tăng sự phải xa xứ lông bông nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương bị nữ giới hại kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan đầu năm bình thường giữa năm xuất chúng đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghinh sao sao kế đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn Lễ cúng dâng sao giải hạn kế đô vào đầu giờ chiều, từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn, nến. Bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, quý ông tuổi nhâm tý gặp phải nhiều khó khăn trong công việc, công việc có nhiều xáo trộn, phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nếu không sẽ chỉ càng thêm nóng nảy. Ngoài ra, tháng này cũng dễ xảy ra tranh chấp lời nói, xung đột thân thể với người khác, quý ông phải học cách kiềm chế cảm xúc, trong hoàn cảnh đặc biệt không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí hơn năm mới nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Tháng 2 âm lịch này, chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tăng môn, lại gặp địa chí tí mão xung khắc, làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Về tình duyên của quý ông trong tháng này cũng không mấy tốt đẹp. Bị ảnh hưởng bởi giác tú, hoa cái, quý ông tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn nên khó được lòng mọi người, những người thân trong gia đình cũng hay xung đột về lời nói. Tháng này là tháng Mão, tháng xung của tuổi Bổn mạng, quý ông đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ có sự sai sót dính dáng tới pháp luật kiện tụng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Quý ông tuổi nhâm tý trong tháng 3 âm lịch này, có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên quý ông cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên dù trong tháng có tiền thu vào dũng dĩnh, quý ông cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có, bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Đây là tháng có ngủ hành tam hợp thân tí thìn, cho nên mặt nhân duyên của quý ông sẽ được cải thiện, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân, nên quý ông cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường, giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tí, sinh năm 1972. Tử vi của quý ông tuổi nhâm tí trong tháng 4 âm lịch năm 2023, có điểm báo thăng tiến nhẹ, trong tháng có nguyệt lệnh tỷ hỏa và thái tuế mão mộc tương sinh là thế vận khí cắt lành có sự thăng tiến. Quý ông tuổi nhâm tý trong tháng này sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh, buôn bán vận hành trơn tru, có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Đường tài lộc tháng này của quý ông khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Sức khỏe trong tháng này được bình ổn, nhưng quý ông cũng nên cẩn thận về các vật dụng sắc nhọn và khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân vận trình tháng năm âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Bước sang tháng năm âm lịch, dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, hạn địa võng, quý ông tuổi nhâm tý dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi, mặt mày u ám. Tháng này, quý ông tuổi nhâm tý đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện tý ngọ tương xung, gây ra những chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý, quý ông tỏa ra lạnh lùng, cục tính nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý ông, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do quý ông đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng quý ông không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không rất dễ phá sản, mất cả trì lẫn trải. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý ông tuổi nhâm tý sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, quý ông sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này, nên sức khỏe rất dễ xa sút dẫn tới vận may về mọi mặt cũng xa sút hẳn. Quý ông không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ là quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm, bạn bè hoặc người thân. Ngoài ra quý ông trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Bước sang tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình tổng thể của quý ông tuổi nhâm tý có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý ông sẽ có một tháng tốt đẹp. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc có sự mở mang và tăng tiến bản thân quý ông tuổi nhâm tý cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình việc gì cũng phải lý trí tỉnh táo với sự trợ giúp của các tinh thiên đức cùng với ngủ hành tam hợp mang tới cho quý ông cơ hội để thể hiện bản thân có cơ hội phát tài phát lộc chỉ cần có sự chăm chỉ nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả vì vậy quý ông cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa Ngoài ra, trong tháng với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc, giúp cho mối quan hệ giữa quý ông và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn, những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn có nhiều âm khí, cộng với hạn địa võng, cho nên quý ông tuổi nhâm tý cần chú ý nhiều hơn đến cảm xúc và sức khỏe của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972 tháng 8 âm lịch đối với quý ông tuổi nhâm tý có thể sẽ gặp trở ngại. Tháng phạm cục diện tý dậu tương phá, thái tuế phạm sung. Nó mang tới vận trình nhiều có biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ trạch hướng. Bản thân quý ông đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu. Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, khiến mọi người ai cũng ngại tiếp xúc. Trong gia đình, quý ông cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng, nặng nề hơn tài lộc chậm. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 9 âm lịch, cho thấy vận trình của quý ông nhâm tý gặp cục diện tý tuất bình hòa, thái tuế hòa hợp với nguyệt lệnh nên mang tới một sự may mắn nhất định. Quý ông có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Con đường tài vận có sự khởi sắc, có thu, có chi mặc dù công việc cũng gặp không ít khó khăn nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hoàn thành tốt quý ông cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận sự nghiệp có điểm thăng tiến tháng này quý ông cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm vận may lớn sẽ đến về tình cảm quý ông được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng để công việc làm quý ông bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về sức khỏe của quý ông trong tháng này tương đối tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận. Bước sang tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của quý ông tuổi nhâm tý tương đối bận rộn. Quý ông phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý ông cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên đây cũng là dịp tốt để cho quý ông phấn đấu, có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của quý ông ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Ngoài ra tháng này quý ông cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Quý ông tuổi nhâm tý trong tháng này, cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp của mình. Trong tháng có tí thủy phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng thái tuế án ngữ, dẫn đến vận khí tiêu hao, sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, dù đúng hay sai mình cũng là người chịu thiệt, không được mọi người ủng hộ, quý ông nên thận trọng trước khi nói hay làm. Về phương diện tình cảm cũng gặp chút trục trặc do hồng loan tinh phẫn nộ bước sang tháng 12 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, trong tháng 12 âm lịch này, vận trình của quý ông tuổi nhâm tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực, quý ông nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc, và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình có thể trong tháng này quý ông được lãnh đạo giao thêm cho công việc ở các bộ phận khác quý ông cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và phát huy năng lực của bản thân có cơ hội được trọng dụng và có được vị trí đứng vững chắc cho mình tại công ty cơ quan nhờ đó mà tài lộc được tăng tiến người làm công việc kinh doanh buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hàng hóa tấp nập điều này giúp cho quý ông có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp tết sắp tới Tài lộc của quý ông tuổi Nhâm Tý trong tháng này tương đối tốt, quý ông có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Nhìn chung, trong tháng này quý ông tuổi Nhâm Tý có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý ông có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Trong tháng này nhân duyên, công việc, sức khỏe khá ưng ý, quý ông khá hài lòng với những gì mình có ở tại thời điểm này trên đây là tử vi tuổi nhâm tý sinh năm 1972 năm mạng, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý ông an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý ông tuổi nhâm tý năm mới, an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.